Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng phòng dịch, mỗi người khi đến bất kỳ địa điểm nào tại thành phố Hà Nội đều có thể thực hiện việc quét mã QR rất dễ dàng. Đây được xem là một giải pháp công nghệ phòng dịch mà thành phố Hà Nội chú trọng khi thực hiện nới lỏng giãn cách. Mỗi ngày, hệ thống siêu thị này có tới hàng nghìn lượt khách hàng vào mua sắm nên việc đảm bảo an toàn phòng dịch luôn được chú trọng. Tại các lối vào, có nhiều điểm quét mã QR, nhân viên siêu thị cũng liên tục nhắc nhở khách hàng khai báo y tế. Anh vào vệ sinh khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn. Dành riêng ra một phút ít thôi, nhưng mà tôi thấy việc khai báo này là cần thiết. Đến cái nơi khai báo y tế này, tôi cảm thấy rất là yên tâm. Thì tôi thấy rằng là đi hàng quán thế này, việc mà quét mã y tế thì cũng đảm bảo sức khỏe cho người dân trong cái đợt phòng chống dịch này. Tôi thấy cũng tốt thôi. Mình sẽ biết rằng là mình đã được cái sức khỏe của mình đã đảm bảo và đã được ổn định chưa hay là có bị mắc không. Thế ra là cái rất là quan trọng với tất cả mọi người và tôi hy vọng là mọi người ai cũng nên làm cái ứng dụng và để làm cái quét mã này. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan bằng ứng dụng công nghệ trong trạng thái bình thường mới, thành phố Hà Nội đã yêu cầu mọi người dân phải thực hiện việc quét mã QR khi vào các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ. Trường hợp công dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế có mã QR để quét mã. Ví dụ như là những cái cửa hàng rau sạch trước và em đi là cũng có mã ở dán ở cửa để họ khai báo y tế. Thì cái đấy thì mình sẽ được chủ động hơn với lại cũng tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên, tại nhiều cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố, vẫn có nhiều trường hợp chưa tuân thủ quét mã QR. Để khách hàng không quên thì tại cửa hàng này, mã QR được đặt ngay trước quầy bán hàng. Nhưng theo chủ cửa hàng, rất nhiều khách hàng vẫn thờ ơ với việc quét mã, thậm chí có những người còn không biết mã QR là gì. Mình mới biết sơ qua thì mới thấy nghĩ là áp dụng ở thành phố Hồ Chí Minh như nào ấy. Thì hôm qua mới nghe loáng thoáng ở trên TV thì nếu mà có cái mã đấy thì cũng rất là tốt. Còn mình sẽ kiểm soát được cái dịch bệnh nên như nào để mà có những biện pháp để ngăn chặn. Cửa hàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ các quy tắc phòng chống dịch, đặc biệt là mã QR theo quy định của thành phố. Nhưng mà đa số là người dân vẫn chưa có ý thức là tự lấy máy ra để quét, là nhân viên vẫn phải nhắc nhở. Theo văn bản số 2665 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, các cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ bắt buộc phải thực hiện tạo mã QR địa điểm tại địa chỉ qr.tờkhaiyt.vn và kiểm soát người vào đơn vị bằng việc quét mã QR. Đối với các cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ không thực hiện việc tạo mã QR địa điểm, dán mã QR, có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 điều 14, Nghị định số 117/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Theo đó, mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, còn đối với tổ chức thì mức phạt gấp đôi cá nhân. Đối với hành vi của các cá nhân không tiến hành khai báo y tế, quét mã QR theo yêu cầu thì có thể bị xử lý hành chính theo quy định tại khoản 3, điều 7, Nghị định số 117/2020, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế về hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh COVID-19, cố ý làm lây lan tác nhân gây dịch bệnh COVID-19 với mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác, có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với mức hình phạt có thể lên tới 10 năm tù tùy hậu quả xảy ra. Chỉ có ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta mới có thể là làm nhanh được. Mà trong chống dịch COVID trước cái chủng mới này thì các bạn biết là nó lây lan rất nhanh. Thì chúng ta ứng dụng trong cái việc truy vết, chúng ta ứng dụng trong tìm người tiếp xúc, để chúng ta ứng dụng trong cái việc báo cáo, để chúng ta ứng dụng trong cái việc các cái hoạt động khác. Hà Nội đang tạo mọi điều kiện để người dân được trở về với cuộc sống bình thường mới. Việc quét mã QR không chỉ thực hiện để đối phó mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phòng dịch. Bởi nếu chủ quan thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.